nơi không ngay đi đây cứ khi ông nông nôm này tự sơn chỉ mui nâng ở vai play play cá miên nơi cầu bạt sớm mất đại chúng chưa ta bom phô tóc này mình đại ban tự sơn cá bị muôn mọc tê chỉ mới chẳng đăng ớt tại nơi tóc này khai chót đôi chân này tự sơn video này chẳng bị đam nó chọc hãy complete cho subscribe bằng rùa đăng mình đã mui phong let's go nhóm ớt sọc pe này tóc này chẳng nơi không prak này bom phô nhóm nông nôm bom phô tóc này tự sơn video play play video đại tiệt tông chỉ mui nâng riêng rái nơi không cầu bạt sớm mất ớt sọc bom phô này nhóm chẳng mơ video play play mà đong này tóc này bạn bạn chân chỉ muốn mở video nơi không channel bóc bong KW collection mình và tay muốn chụp đam tu sửa video quạt subscribe mùi đôi nhặt ngọt đấy chứ cùng click subscribe channel nhôm nhẹ mùi phong ok video bóc quạt ban thấm đập bài bà tạm mẹ đây mùi pot anh ấy sao đây kìa ui nó xây cái cùi khá chứ vì chỉ cá bớt mến ôi mẹ bà nhặt ngọt đấy bà sân chỉnh chăng mến nhôm nhôm ở đây ban tới lên tập số một rồi cũng rõ nhặt ngọt đấy tập số một rồi đập khơi chăng nhôm giờ ran tập phứ nhôm ở trong tới ngồi tiệt nhôm ở trong tới tiệt đấy bà sân chỉ lục nè bà từ hai nơi không chân nên sầm một áp hà đá lục nè về để mua cho từ cầu bát sầm một nụ lục nè đang ban khơi ẩn tung sầm một chỉ trán ẩn tung sầm một đó nè à bà quạt ăn dễ nhưng mà đắng đấy nè oh my god ui à khó mày ai đôi rôm đôi phổi sai mai vậy tai bẩn đạt luôn rồi bảo vía trên pi không sạch bẹ cành đá đầm bay rôm chạm chạm chầm này vía mơ tới bất chi cu ao nhiệt nhiệt khăng oh my god anh ấy cái bao đi thấy đại như vậy anh ấy là cái bao trên mạng này nè vị trí sát tiếp tại ai cầm nọ ba nửa ru riêng sát chấm lại mấy để tiếp đừng rọ khởi vũ kế ban ở chung về tha sát trò sọ sạ mọt còn tái vía miên cho là ná đồ chỉ sát mực bằng phống đường sát mực bình biển ví hai đồ chỉ tray chỉ phiền chẳng đại á đồ chỉ li phí anh ấy to này anh nó vía hiện sát đái thôi nhưng mà đã khi to khi nên không thể nơi không có tên mệnh sách phụ kế phút chỉ miền ca sáng sáy hai phụ kế phút chỉ miền ca có sống có thể lớn để viên một cướng để phụ kế ban chú bởi tên nơi cao bán sầm mất công phong tay bản đạt luôn nơi cao bán sầm mất một đồng mặt tích anh ấy không biết là với đại bóng plan thôi mấy nhưng mà anh đi về cái thua ca khổ đây ấy này tao ấy không tắc ấy đấy bát sầm mốt cầm phong tay bản đại khôn nơi cầm bát sầm mốt một đồng mình tết hai chân cái hai cái pa yoga đi drone yoga chứ mà chiết khăng chiên cái bóng pot cầu pi mà nuôi nuôi tê cá bò trâu nơi con lan cha chỉ trả ăn trâu từ khôn mà sầm mốt cứ việc ban bóng pol bạn đặt than nơi khôn tức ở chỉ trả ăn phong đài sầm mốt con lan cái giống bò trâu không tắt chết này cứ chỉ sát đại cai sa hai bóng pot bà sân chỉ lúc này sẽ từ khôn cá mua trâu từ miền na tại chlam miền cùi khai nào không baby shark miền này trong sầm mốt lúc nẹp bà con chỉ phải khai chỉ mua đường tây chlam đôi chỉ biết ông lực ham mỏ đó có đất chlam tại mà đòn u vi si thấy chlam không vì chết ta có chỉ mua đường nẹp chầm lạ ruột chỉ chán bán chia diêm cai chân này ruột chầm lạ bằng cặp nợ tận ấy bỏ cho từ khnông sầm mốt đầm bay khi xa từ đầu mà ruột chỉ chán ông pi phep srosat này thom một chiếc ở bọc phục hành đầy wait anh ấy chẳng thể tha rút chấm lại cái thua nó không tắc à anh nói chứ mỗi kia này và hai chỉ miên mấy anh bông bồn cái thua cái sang son nó không tắc bán á và nó nuôi được không rút này vật mình hỏi cả thua đồng nào xong bình này cầm bát sầm mất cứ việc vật chỉ cứ thế này khăn tình em ấy bị khá chụp cho mua được tây chlam cái giá hai thua cao vi bà hà đôi chỉ tây chlam một cái báo đem biến mình một hỏi cu ở khai ô nhưng tập khơi lên tập bốn bông bồn đại nhục khơi tây chlam chẳng có bông bồn nhưng mà đã khơi nó không chạy chụp vật tây chlam mình chẳng ngủ anh ấy mình đang khá là anh ấy mình cứ cái bóng này chứ mới thấy sáng tay thấy sáng đối với ạch khám với đối khá cho mình đây môi bộ phê này phụ biết tay tay bằng cọc luôn là bảo vía nơi cọng sách cọng bàn sở mốt ô năng năng khó khởi thấy chăm chăm này nơi bê đại chùm này là bảo vía hai chô một đó chết vía nâng họ từ khám chùm này si chô không mò là bảo vía tay mà đòn bà năng điện này ủ có bao vía anh nó tu tới nhưng nơi không video cứ nhưng lọc khơi nhưng việc nơi chân này tao này thỏ này về hai việc click luôn nó tao sừng ngóm à thấy được một cái sừng ngóm bằng chân việc hai mà chết ngành ép ra hai chỉ dướng mình ai mới khơi viên đầu tê đôi phọc chẳng ui luôn mà cứ chơi tay nơi cao bát sầm một đỏ cha để miền phần này đôi chơi săn ẩm pel ẩm pe hỏi một mặt bảo vía phần này chia pi wait phần này việc cứ quần lư phần này việc lư trên pi phần này là bảo vía đôi chỉ phụ ấy liên công phong tài rùn ở cầm tật mẹn trái năng đôi chỉ miên man bong bong cái hai chú mô thang nè split fit flash light fish chú
chúng mua vía hai flashlight fish phần này miền pol thấy phần này miền pol bắt sớm nơi tai chia cần lại đỏ chán nâng mình cua chưa chỉ tràn các chú bơ tiết nơi tại đầu khơi chỉ mùi nâng sắt chấm lại chẳng ngon luôn trái chlam ai những người phá hại nẹt cướp về phần tai bao sân chỉ nẹt đang ngầm pi chấm lại soi ra bao vía lúc nẹt phá hại chỉ ai phơi mất chỉ mùi nâng trái chlam bán off mùi chỉ vật đôi chỉ nẹt mùi tắc mình nẹt yên chẳng nhầm sang sai con đang slap bát em đang không vô rú tám thở bị áp về các vị chín năm pi pon pram bốn nẹt mùi tắc nơi cầm bát sầm mót chấm rơi chớ bán phơi ở pi pop lục nhập vào một đầu tiên chỉ mùi nương cà rốt hơn cùng chân đo chấm lấy nơi sát bò rán để miết nơi cầm sầm mót ở địa pi chỉ tràn chín năm thôi mà nên mình dụng tới chứ mấy năm vô mỗi chín năm ấy không mà đạp bật mền nếu cứ chỉ video đại bản thoát đại nhẹ mùi tật nửa về đại phụ kê mùi cho từ cầm sầm mót chụp cho mùi nương tây office mùi các bạn ấy vía ban chân phun lử nửa pin riêng cài được bảo vía tăng pi quá rồi hốt đo trong gần tuổi wait wow ô à nấy chẳng là thay dân khơi nhưng không video và sân này khơi phun này bây giờ đang giang nè đây và nhóm nhà ron tham viết đôi đai cái gì nè đôi đai sao mà rái chứ mà tay viên miên phơi hốt đó phơi oxy bí lượng oxy bí chứ pin riêng cài được bảo vía tăng pi quá rồi hốt đo trong gần tuổi mấy sợi chun chít cả lòng bí ban hai tấc chỉ môi nương chốt bi cái này là bao nhiêu dạng sáu sáu thế thôi nếu cầm sớm một tấc đỏ sàn thà hai bằng hai nửa cả hai tấc đỏ lọ ái phơi ở kia cung khí miền ca chạm rầm dạng khăng bản thân chỉ riêng sáu sáu si chấm lại căn tại chấm bằng thời tiết cầm sớm một cứ bất chỉ miền rục riêng chấm lại nương sát chấm lại chỉ nhóc phơi mà sát nương hơn giấy men mình à sát nâng như thọp chuột, bàn tay dưng mèn thô mày như thọp chuột và đôi slide chẳng có bóng bồn dưng lên tật tật lệ tật ấy tới viên miên đôi spay chẳng hay viên miên sấy tui đôi đom đom mấy đôi cỡ đôi mấy là nó không nâng được nâng tràn phật và cọt mèn yêu hồi mui nó không chống nóng sát chống lại tiếng anh quá nhỉ cứ chi ở vây đại công phong tài mình đại kêu nó cầm bát sầm đi ấy miên menu chỉ tràn ban này dễ thả miên niên tiếp mà chá khi miên niên tiếp mà chá nơi lớp phổ phan đầy tiền ấy lết đấy cho hai đầu ấy ban chỉ kế ăn chả rụng riêng bài này trên một bàn ấy cái bật đất đây đấy anh ấy lết má cái do mình đặt nó không lấy smart maintain mình không thấy chụp chung mùi tật đo sầm nắng đại phụ kế ban mua cho từ cầm sầm một cái bài này chế có bán chu bật tia chỉ mua đường tray bà lái thông chỉ bà lái được mấy nhỉ công phúng tại đây lụa dạng scope score nơi cầm tay mà đòn nè thằng ngon này thọc hơi này thấy bà lái đây nhỉ nhỏ đang dễ ta đang thấy về đây mày nè thằng ngon này đây khơi thấy đây chật và sau sai em rú ở miền nam đang và đang chui pram nhom phong ok pram nó không comment phong ta thấy đây mày với đây lúc này công phúng tại khơi với cứ chia cái đam bình phiền đó trái để miễn nơi tam chân này sầm một không bật tay chụp bòn nó cũng phong tại phía dưới mình lại tìm pi cần lại mùi tờ cần lại mùi cái đam sầm một cái đam bình piêng nè cái đam mấy nhà này to nè cái hai cái đam bình piêng spider crab á ồ anh ấy bật sân chia đặt bàn mới nhưng còn đang tham miên cái đam chẳng đây mà trong đang bị chênh anh nhất mà bà sân chỉ dưỡng khi được chết nơi cầu bà sầm một bấm phong bài này nếu phải đại dương dọc po tự bánh bay nâng cơ rồi bỏ ví anh ấy cái hai gì cái phosphor chết phosphor anh nó plư anh ấy bánh cho tự bánh cho không thể po tự bánh bay nâng cơ rồi bỏ ví cứ vì ai bớt po từ ngọn nút bên trên ta bấm phong rồi bỏ ví bàn đại sa tại ví tiếp đôi chia bấm phong sai chẳng đại bớt sai vì khẳng cáo bên trên tư khẳng lừa lối vậy này ta nên ná để ai bệnh trẻ ở ba tháng phải đấy nâng cao bằng sầm mốt miền sạch trong lại ở vầy tiệt bà dân chỉ dương mùi căn tại trường bằng thêm tiết và hai chỉ dương ai chụp cho mùi nâng sạch đó wow, 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 tiệt phòng đài ô anh ấy cua khá chương thầy slam baby shark đấy này viết cứ chỉ trây đỏ trá đai trầm lại rủ riêng là bao viết cứ bớt chỉ khóc nhưng mà chỗ đợt tây tiệt nhưng mà chỗ thả năng vị trí ấy viết cứ chỉ mùi nâng phi về rúa mùi bộ phê này viết cứ chỉ trây đỏ trá đai trầm lại nắp này viết mơ thình viết cứ bớt chỉ khóc lại vì trây đợt tây tiệt mơ tớ miên prôi nơi khẳng lỡ tham tiền miên chương đa phí anh ấy viết sự tiếng thầy từ mấy mấy này sự tiếng thầy từ mấy nâng bỏ rõ phi nhẹ nơi khổng protest nọt vế phụ kê bán đa lê nơi khổng prầy hai phụ kê cậu bán chụp protest nơi viết phụ đỏ cha môi đòi chạy đòn đòi vía mơ tớ phép đôi chỉ phụ rưu môi co sầm nạp đại hấp còn tay viên mân bỏ coi miên ca một rộp búa nơi lỡ sầm nạp đi nụ tê viết bớt chìa sọt sát hoài nâng lôi bớt mèn nâng ớt tê nâng bần đây sọc nhóm nhân tài nhóm đây cái bông chám nơi khăn nông tật tật băng tật ấy nâng anh ấy cái hai gà bớt
cái hàng bơ có mong phong viên tay thấy dương đá lên nó cứ ăn lên thì cái dương đá lên nó bàn đây lên anh cười lên cười tu tray dương bán này chúng cá tới lại lên nó lột lên một tay ở quay đại cua khách bơ nó bị số quá bị bơ dương pe là bị thuê rồi vì ai mơm khơi nhớ vì ai bơ dương chúng cá vì ai ngon học chẳng nên nó sống trong cái hàng bơ mà hai sản mốt cứ bứt chỉ chớ nâng chậm lại lưỡi bia quay đại dương kết hỏi sao chậm lại chỉ chớ có đường miền anh sao cái thoát bán này hai nít cứ chia với để lúc nè phải hai chim mình thọc khơi bị một mộng nội tì để chia trong sông này nôm nè nì cứ chia bọc hết tây cái để miếng tay vén vén hai bị mình tới đôi chia riêng rồi nhẹ rồi nháy bằng tay hỏi chỉ mỗi nâng tay đầu vén được bảo vệ tiếng nì biết phật anh ấy đứt phù nó mấy rồi chia chậm lại phật mền mình cứ chưa tha vì ai ru riêng mình chỉ vật lời trăng nhám món nên tao học đây trăng nhám ấy trăm nhôm tình nhà pi bay lỗ ai đứt phù chứ mày sát sáu tây ban kia chưa thá cứ chỉ sát đại sạt phòng đại phụ viết tay tại lên bài ní tờ cá plong chó trên như hàng cầm tất ở tư chỉ riêng rụng vùng mũ vì bất chỉ mưa tư sờ sạt nhưng nhất thoát khơi nhờ nhất mang cái dễ lên để anh ấy nhất plong chân đôi nhưng đôi nhẹ cái trụ bảy nhẹ che trụ bảy sao là plong tôi chân mù mới đấy nhóm bạn miền bảy trụ nhóm bạn che trụ anh miền này phải hai bóng phốn lên tới lối em bóng phốn chẳng nè đại ạ chê phong mà nâng chanh nóng trây bà lái nữa bà sân chỉ nè mùi cho từ khẩu sống ô bù OGB này hỏi miên thiếp ngủ ngật khắng vẫn tới lúc nè bà hai chỉ ách mơ khớ nhìn trây chlam chma mùi bà phết ní bà hai khoa đọt sọ sát nở lửa đong khuôn rồi bỏ về viết bất chìa mình cú ở chứa nâng ổ chà khắng bất mến quê à thấy nâng nhìn score thấy nâng score thấy nâng hai chmua thấy dây chứ vậy thấy nâng thơ đi ngọp nhớ bà bồn nhưng chưa là khi dân mà chúng nó dùng bàn thọc khơi video nó không Facebook thấy nó cứ viết đích thơ ngọt chẳng á bây đại viên là lời tắc cô chẳng thấy bây đại miên tắc thở viết cứ viết bằng chẳng mới viết bằng nghe viết đăng luôn nhé bởi vì rừng hồi dọc viết từ classe rừng ngọt luôn cửa nhóm bạp ná nếu bây đại dương chất tắc viết từ vĩnh viết nâng miên chỉ vượt ruột làng mở vĩnh có thể chả mà tắc thấy nó lúc này bà hai chỉ chọn trăm chỉ mua những trái bộ phê này để vía ai cả phía câu nó bỏ vía vì nhẹ vì bà hạ bàn giang hò để phê đèn miên ở bất xác vía nâng hai câu nó bỏ vía ở châu từ khăn mọt nó bỏ vía phìm phìm thay mà đòn nhưng mà nó thấy khó ra mày anh ấy cái hơi thấy này nó chọn chọn chương à thấy nữa nó chọn chọn chương thấy nữa thấy cả mong chẳng ấy mày thấy khó thấy chung hói vậy nè mùi tật chùm đời chữ vụ kế cứ ban chú bà tia chùm môi nâng cồn chữ ấn sạch dẹ ca pi xa mai bò rán đại kế mình ai xung qua tạ xa nhà đọc bảo viên trọng khơi nha bần tái vì ai chỉ trong sạch sạch bò rán đại miên tùm hôm thông nà muối ồ chữ ấn viên quế nha dưỡng bà hai chị ai phê dựa phê phạm chân nằm bần tái xa mạc phê xa mọt xa mọt mùi các bạn ý cứ viên nơi tài chông cha mình phê xa mạp nẹ miên côn đại thlop chui đọc xa mạng trên bì co đọc bảo viên thế à sát đi cua sáng là pe hà pe một đứa không ăn vài vố mọc ham ai lỗ đại khai là sát nó cho ngon vậy lừa hoang mang một đá mốc mỏ bao bao mình ta thấy cái cua sáng mấy sao che lên che phải lại mỗi mình đang riêng tiền này ní cứ chia prophe tray chnout để rồi nơi cầm sầm một cũng tay tay bẩn lát ti chỉ vô chỉ vô bẹp ní các thuê ní ai bẩn lại sập tự bán hỏi thêm tiền ai kịch khốn bị sập xin tiền bán phòng đài tại sao tại sắp sinh tiết nơi bê đẻ khơi tiền khám ai thông bạc ní vụ viết nâng rột chênh dây mẹ nó nè tọc nè đôi từ cây bếp bất nè bà là ní bà xin chìa khơi mẹ nè hốt ngọp à rột đạch xe bài chướng nè rột à rột đạch chướng thở rột á ạch ạch nơi bà nè mình tại sao tại sắp sinh tiết nơi bê đẻ khơi tiền khám ai thông bạc ní vụ viết nâng rột chênh nơi khốn bà tê ông lê bàn rột khơi cặp bà mũi để lấy chốt từ cao bàn sầm mọt nè miên bà vay rột khô tớ đó mà rối mà phải bằng bầy mệt nên lời cặp bà đại lệnh nút cứ miên đột dân chỉ tràn rùm chỉ mùi mà tô chỉ tràn cường phong đài ô hà anh ấy tràn bà con lên hả xa rái tiền ní cứ mưa tới hạ đôi chỉ rộng cực chiệt để đô nơi phục xây mùi tiền còn tay tu chỉ dàng ná cứ vía cầm phúng tại đô nơi cầm tật nơi lời phục hành đấy rồi bỏ dường anh ấy nhóm thua bà school rộng cực chiệt mà dáng này tao nên xa lạc vi hiển sẽ đáng hay việc bọn là vĩnh nơi không tật á nơi khổ bạt bằng dường nữa tất cả rẻ của mình này hơi viên tha hay vô từ vô máu hay nhắm ban thì nhưng thọp bay nhắm lên nhật nên toàn thấy thọp score là thọp score prime trong phần của nông comment bạn cứ nó viết đo nó không tất rẻ của mình này tất băng tất rẻ hay dương chẳng
វីដេអូខាងក្រោមនេះគឺត្រូវបានថតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសមិចស៊ិកនៅពេលដែលគេបាញ់ចូលទៅក្នុងជម្រៅទឹករហូតទៅដល់1គីឡូម៉ែត្រកន្លះដែលឃើញនៅរូបរាងសត្វដ៏ចម្លែកកំពុងតែមានចលនាមិនអាចសន្និដ្ឋានថាជាប្រភេទសត្វអ្វីនោះទេប៉ុន្តែទម្រង់រាងកាយរបស់វាគឺអាចជាត្រីចហួយយក្សដ៏ធំហើយចហួយយក្សហ្នឹងគេចង់និយាយថា Jelly Fish ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែអានេះវារបៀបគេថតឆ្ងាយបងប្អូនថតអត់ដល់កាលណាយើងចុះទៅវាអាចនឹងផ្ទុះអាចដូចអាវីដេអូសមុទ្រកប៉ាល់ចុះសមុទ្រកាលមុនចឹងអាទៅមើលទីតានិចនៅពេលដែលគេបាញ់កាមេរ៉ាចុះទៅក្នុងជម្រៅទឹករហូតទៅដល់1148ម៉ែត្រគេក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងសត្វដ៏ចម្លែកមួយដែលបញ្ចេញសញ្ញាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយរូបរាងរបស់វានៅពេលដែលបន្លាស់ទីវាមានពន្លឺចេញនៅលើរាងកាយរបស់វាថែមទៀតផងសត្វចម្លែកនេះត្រូវបានជួបប្រទះនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសឥណ្ឌាសត្វកម្រនេះគេមិនដែលឃើញចុះមាននឹងពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយណាទៀតណាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមួយទឹកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអានឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងវីដេអូ GTA 5 ខ្ញុំទឹកនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ក៏បានឃើញគ្រោងឆ្អឹងជាច្រើនកំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអីប្រៀបដូចជាកំពុងតែអង្គុយផឹកតែបន្ទាប់ពីការពិនិត្យពួកគេរកឃើញថានោះគ្រាន់តែជាគ្រោងឆ្អឹងសម្បនិមិត្តដែលគេបានទម្លាក់ចុះទៅក្រោមយ៉ាងតម្លាក់អញ្ចឹងដូចអង្គុយផឹកតងប្រឡេកមកមើលត្រីឆ្លាមដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះវិញម្ដងជាញឹកញាប់គេហៅថាត្រីឆ្លាមសំប៉ែតប៉ុន្តែមរាយមើលថ្មិញអីអាក្រក់ហ្មងអានេះវាមានចកោមមានថ្មិញវាតទៀតណាថ្មិញមកក្រមកក្ររបស់វាហើយមានថ្មិញតទៀតខ្លះបានឲ្យឈ្មោះវាថាបិសាចនៃក្រុងឆ្អឹងដោយសារតែមុខមាត់របស់វាអាក្រក់ដល់គួរឲ្យខ្លាចថ្មិញរបស់វាដែលមានរូបរាងដូចជាយន្តការមានចំនួនប្រហែលជា300ថ្មិញអមជាមួយនឹងស្រកីខ្លាំងអាក្រក់ហ្នឹងនេះត្រីឆ្លាមប្រភេទនេះគឺมันបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់វានោះទេអស់រយៈពេលជាង80លានឆ្នាំរួចមកហើយ80លានឆ្នាំនេះគឺជាសត្វចម្លែកដែលត្រូវបានរកឃើញនិងចាប់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសចិនមែនណាបច្ចុប្បន្ននេះនៅមុខអាកាសនេះតើមើលតើមើលខ្ញុំថានៅចិនមុខដូចចិនឲ្យស្មានទៅតែมันអាចបកស្រាយថាជាប្រភេទត្រីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែសម្រាប់ការសន្និដ្ឋាននេះគឺជាត្រីផ្កាយប្រភេទថ្មីដែលបានលេចរូបរាងឡើងដូច Starfish ដែរតែគ្រាន់តែគួរខ្លាចបាទនៅក្នុងប្រទេស Norway កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនេសាទបាននេសាទជាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលមានរូបរាងដ៏ចម្លែកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនោះទេនេះគឺជាការបង្ហាញដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យសិក្សាបន្ថែមពីរូបរាងរបស់វាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងឃើញជាមួយនឹងរូបរាងអ្នកប្រមាញ់ដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្រៅមហាសមុទ្រទឹកជ្រៅវាគឺជាត្រីដែលមានថ្មិញដ៏គួរឲ្យខ្លាចមុតស្រួចដែលវាតែងតែសម្លាប់ម៉ែថ្មិញអាក្រក់ម៉ែអានេះថ្មិញវាដូចជាស្តៀងថ្មិញកពើថ្មិញកពើត្រីផ្សេងទៀតជាច្រើននេះគឺជាដង្កូវសមុទ្រ Bobbic ដែលវាគឺជាមេនៃរូបរាងសត្វដ៏ចម្លែកដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood វាអាចបង្កប់ខ្លួនរបស់វានៅក្រោមផ្ទៃខ្សាច់ក្រោមបាតសមុទ្ររហូតដល់ជាង2ម៉ែត្រហើយអាចអើតក្បាលរបស់វារងចាំខំចំណីដែលឆ្លងកាត់ Wow my god Oh my god ញុំឡែងហ៊ានងុយទឹកឲ្យបងប្អូនមែនឆ្នាំមកហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចពង្យល់អំពីក្រងឆ្អឹងដ៏ចម្លែកតូចមួយនេះបាននោះទេដែលអ្នកនេសាទបានរើសនៅតាមដងទន្លេជាប់ទេនេះគឺជាបង្គា Biolumine ដែលវាបង្ហាញរូបរាងកាន់តែអស្ចារ្យហើយហែរវើកនៅក្រោមផ្ទៃទឹកដ៏ជ្រៅវាមានក្បាលរាងទ្រវែងជាមួយនឹងដៃពីរដ៏វែងហើយអាចមានពន្លឺនៅលើក្បាលរបស់វាថែមទៀតអើយ៉ានេះតំណងហ្នឹងតំណងតាបើខ្លែងឆ្ងាញ់ចុះមែននេះគឺជាត្រីដ៏អស្ចារ្យដែលមានរោមដូចជាសត្វដែលដើរនៅលើដីវាត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាត្រីកង្កែបដងខ្លួនរបស់វាពោពេញទៅដោយរោមហើយរោមសម្បើដូចឆ្កែនៅក្រោមបាតសមុទ្រដែលតាក់ទាញត្រីតូចៗមកជិតវាខំជាចំណីជាមួយនឹងមាត់ដ៏ធំរបស់វានៅពេលដែលហាអីឡើងសមោមកនៅមុខផ្នែកឡើងសូស្គូនេះគឺជាក្រងឆ្អឹងត្រីបាឡែនខៀវយក្សដ៏ធំដែលបានលេចចុះទៅក្រោមសមុទ្រដល់ក្រោមបាតវាក៏បានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមើលទៅវាកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសត្វមឹកជាច្រើនកំពុងតែនៅក្នុងក្រុងឆ្អឹងរបស់វាក្នុងចំណោមត្រីផ្កាយជាច្រើនក្នុងបានសមុទ្រមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនហើយនេះគឺជាប្រភេទមួយនៃត្រីផ្កាយដែលមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរុក្ខជាតិនៅក្រោមផ្ទៃសមុទ្រដោយវាមានចលនាកន្ត្រាក់វាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចពិតមែននៅ Madagascar
វាគឺជាក្រុមឆ្អឹងដែលត្រូវបានរក្សាយ៉ាងល្អពីធម្មជាតិនៅក្រោមបាតសមុទ្រហើយត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមអ្នកមុជទឹកវាគឺជាក្រុមឆ្អឹងសត្វបុរាណដែលបានផុតពូជអស់រយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយត្រីចាហួយរូបរាងថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមផ្ទៃទឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែមានការងឿងឆ្ងល់អានេះឡើងមូខ្លាញ់មករូបរាងដ៏ចម្លែកអមជាមួយនឹងពន្លឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់វាថែមទៀតសិនមានភ្លើងនេះខ្លាចបំផុតគឺជាបន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅក្រោមបាតសមុទ្របច្ចុប្បន្នបន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅក្រោមបាតសមុទ្រទៀតអូខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំដាក់ឃើញអាការអីស៊ូណាមីអូវាផ្ទុះរលកផ្ទុះភ្នំភ្លើងឯងក៏ផ្ទុះឲ្យគេចេញពីក្រោមដីមកក្រោមបាតសមុទ្រនឹងមិនធ្វើឲ្យជាការទៅជាស៊ូណាមីនៅក្នុងឆ្នាំប្រមាណ2000ប្រមាណបននេះនៅតែមានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនអំពីភ្នំភ្លើងនៅក្រោមបាតសមុទ្រហើយវាគឺជាការមួយដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា4គីឡូម៉ែត្រពី Marina ហើយវាគឺជាភ្នំភ្លើងក្រោមបាតសមុទ្រកំពុងតែមានចលនាជនជាតិជប៉ុនម្នាក់មុជទឹកចុះទៅក្រោមសមុទ្របានថតរូបដ៏ចម្លែកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាមេមត់កន្ទុយរបស់វាវែងហើយនឹងប្រហាក់ប្រហែលរូបរាងបែបនេះវ៉េតអារូបអាហ្នឹងដូចអានៅក្នុងរូបនោះដែរមិនចឹងមិនអាមុនហ្នឹងអ្នកមុជទឹកមុជចុះទៅក្នុងរូបភ្នំមួយកន្លែងនៅអាមេរិកខាងជើងអ្វីដែលពួកគេបានឃើញគឺជាក្រងឆ្អឹងរបស់មនុស្សបុរាណបំផុតដែលត្រូវបានជួបប្រទះនៅក្នុងនោះគេសន្និដ្ឋានថាវាគឺជាក្រងឆ្អឹងក្មេងស្រីជំទង់ដែលរស់នៅតាំងពីយុគសម័យតកកាយស្រាវជ្រាវរកឃើញនេះគឺជាប្រភេទត្រី Crenadier មានកន្ទុយវែងប្រហែលជាជាងកន្លះម៉ែត្រអ្នកខ្លះឲ្យឈ្មោះវាថាត្រីកណ្ដុលវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដ៏ជ្រៅមើលទៅរូបរាងពិតជាចម្លែកកន្ទុយវែងវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពិតជាមួយនឹងត្រីចាហួយប្រភេទនេះវាត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាដូចយានអាកាសហួយក្រហមតូចអមជាមួយនឹងពន្លឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់វាជួយខ្ញុំចង់ដឹងណាស់អ្នកទាំងអស់ថ្ងៃណាខ្ញុំមានឱកាសហើយខ្ញុំបើអាចឃើញអាចេលីហ្វីនផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាបងប្អូនខ្ញុំគិតបើសិនខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកព្រោះវាខ្ញុំអត់ដែរឃើញស្អាតវាគឺបានបញ្ចេញពន្លឺផងដែរនៅពេលដែលមានចលនាទោះជាយ៉ាងណាវាកម្រនឹងបង្ហាញខ្លួនឲ្យមនុស្សបានឃើញដោយសារតែវាចូលចិត្តលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ងងឹតខ្លាំងអញ្ចឹងមកវាភ្លឺអានេះស្រួលដែរដូចពូលម៉ែត្រអញ្ចឹងជ្រៅដល់ធំលោកនេះវាអ្នកជាសះត្រីឲ្យរកឃើញនៅរឿងចម្លែកអស្ចារ្យជាច្រើនដូចនេះជាដើមវាគឺជាមឹកដែលមានរាងកាយភ្លឺថ្លាភ្លឺថ្លាក្នុងនេះគឺជារូបភាពដែលត្រូវបានថតដោយយាន Marina Train ដែលមុជចុះទៅក្រោមបាតសមុទ្រធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនទាន់បកស្រាយអំពីវានៅឡើយនោះទេដូចបជាវដូចបជាវស្លាប់ដូចជាវញ៉ែមិនភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចវាគឺជារូបសំណាកត្រីឆ្លាមដែលមានធ្មេញដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបឹងណូឆេតេក្នុងប្រទេសស្វីសអេអាណាក៏ទៅណេមែនទៅដាក់រូបចម្លាក់ត្រីឆ្លាមទៅចុះអាអ្នកចុះទៅឃើញភ័យលុបលឹងងាប់ហ៎ទឹកត្រជាក់នៃតំបន់អតិផ្សេងគ្នាសត្វមានជីវិតរីកធំធាត់ប្រសិនបើឆ្លាក់មើលផ្នែកមួយផ្សេងទៀតសត្វពីងពីងសមុទ្រមានទំហំប្រហែលជា2-3មីលីម៉ែត្របន្ទាប់មកនៅក្នុងតំបន់អតិពីងលាស់ត្រឹមតែ90សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវសូមក្រឡេកមកមើលសត្វពីងពីងប្រវែងជិត1ម៉ែត្រនេះលើជើងរបស់វាពួកវាមើលទៅកាន់តែច្រើនហើយគួរឲ្យខ្លាចមានមនុស្សអានេះសង្ស័យដូចឈូឈូឆាឡេសទេឈូឈូឆាឡេស Spider Train ដែលជើងវែងវែងជាប្រភេទសត្វពីងពីងក្រៅភពនេះគឺជាប្រភេទអេប៉ុងនៅក្រោមសមុទ្រផ្សេងមួយទៀតដែលមានរូបរាងដូចជាបាល់មូហើយជាប់ជាមួយនឹងមេឃនៅក្រោមឯដូចមូលគីលដាក់ចូលគ្នាហ្មងមូលមូលហ្មងទៅពិតជាចម្លែកនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតហ្នឹងហើយបាទឡើងស្អាតសត្វមឹកយក្សដ៏ធំដែលត្រូវបានគេថតហើយនឹងចាប់វាជាប់វាមានប្រវែងឈានទៅដល់ជាង13ម៉ែត្រហើយវាជាឈ្មោះនៃបិសាចរាអានេះស៊ីមួយខែតអានេះកាន់កាពីបុរាណដែលតែងតែវាប្រហាសនីវាឬក៏សំពៅដែលបើកនៅលើមហាសមុទ្រធំចុយម៉ាយហើយ3-10ម៉ែត្រនេះមួយទឹកបានមួយចុះទៅក្នុងជម្រៅទឹកជ្រៅរហូតទៅដល់ជិត2គីឡូម៉ែត្រអាត្រីនេះផងមកស៊ីមនុស្សបានទទួលរងនឹងការវាប្រហារបស់ត្រីដ៏ចម្លែកមួយទោះជាយ៉ាងណាពួកគេនិយាយថាមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងត្រីឆ្លាមប៉ុន្តែត្រីឆ្លាមមិនអាចចុះទៅក្នុងជម្រៅទឹកបែបនេះបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងមេកាឡាដិនគឺជាត្រីឆ្លាមកាលពីសម័យបុរាណប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេដែលមេកាឡាដិននៅមានជីវិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអានោះមេត្រីឆ្លាមហ្នឹងមេកាឡាដិន
thầy chlám vì nơi tới tắc rẻ chăng khơi vì cứ chi nẹ vi pro hà nơi trong samot cái cái ba ban ban cái ba mình thông đà ba là good dinosaur nè đối ba li ở bông bồn đâu giật nè nè hú nè samot prophet thmey tại miền rục riêng chm lại mình thông đà đối chi rục chiết si sắt lật chi a hà chăng đai nơi pế đai phụ vi bạc mọt cứ miền tầm hồm thông hay rục riêng tối nơi pế bạc mọt đó sẽ climb hô chô mọt mồm suol chơi mày. Alright, chẳng nên tóc nếu như ngay nếu như mình tập nơi bong bong chẳng a rừng rào nơi khăn bát smoke ku 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 ku